Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của ABC. Giới thiệu sơ về mình, thì mình là An, mình là sinh viên năm tư ngành marketing của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Và có thể là đây là lần cuối cùng mà các bạn nghe mình giới thiệu như vậy đó, tại vì ngày hôm nay ngày 30 tháng 3 năm 2021 là ngày mà mình sẽ tốt nghiệp, kết thúc 3 năm rưỡi của mình tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếng lắng động với ta. 4 năm qua có rất là nhiều cảm xúc với mọi người. 2 năm đầu tiên thì mình thật sự là lạc lối luôn, không biết điểm mạnh của bản thân là cái gì, không biết mình sẽ làm gì trong tương lai, và thậm chí là không biết mình đang làm cái gì nữa. Thật ra là mình vẫn cố gắng học nè, vẫn tham gia phong trào, vẫn đạt kết quả khá là ổn. Nhưng mà câu hỏi lớn nhất luôn xuất hiện trong đầu mình á, đó chính là mình sẽ trở thành ai? Trong cái khoảng thời gian bế tắc đó, thì mình may mắn là được gặp gỡ rất là nhiều người khác nhau trong câu lạc bộ nè, trong lớp nè, vân vân. Từ đó cái tư duy của mình cũng đã được thay đổi rất là nhiều từ những người bạn, anh, chị, em mà mình đã được gặp đó mọi người. Càng về sau thì mình càng dám dấn thân nhiều hơn và mình dám làm nhiều thứ hơn. Cũng từ đó mà mình hiểu hơn rất là nhiều về con người mình, hiểu là mình đang hợp với cái gì á mọi người. Sau 4 năm thì mình đã dần nhận ra những gì mà mình muốn rồi, và bây giờ thì mình vẫn đang trên con đường tìm hiểu nó thôi. Mình không biết các bạn có đang lạc lối hay không nữa. Nếu mà có thì mình muốn nói với các bạn một điều là hãy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, hãy chuẩn bị thật kỹ cho mọi điều mà mình làm. Sự chuẩn bị là luôn luôn cần thiết á mọi người. Mọi người nhớ nha, kể cả các bạn làm bài thuyết trình hay các bạn đăng ký vào một công ty nào đó, hoặc là các bạn thậm chí ngồi lại nghĩ kế hoạch cho bản thân mình trong tương lai, thì cũng đòi hỏi cái sự chuẩn bị rất là chỉnh chu của các bạn á nha. Thôi vậy đủ rồi, nói nhiều quá thành ra nó bị lý thuyết quá ha. Khúc này sẽ hơi sến xíu nè, nhưng mà clip kỷ niệm tốt nghiệp thì cũng phải có lời cảm ơn đúng không? Đầu tiên thì cha thì không biết sao, nhưng mà con chắc chắn là mẹ đang coi video này đúng không? Có gì đưa cha coi nha. Nói chung là có một cái lời mà con chưa bao giờ dám nói ở ngoài đời á, đó chính là cảm ơn cha với mẹ rất là nhiều, vì lúc nào cũng tôn trọng những cái quyết định của con hết trơn á. Kiểu như là dù con có chọn cái gì đi chăng nữa thì nhiều lắm là cha với mẹ góp ý thôi, rồi cuối cùng cũng để cho con tự quyết định cuộc đời mình á. Thật sự con rất là trân trọng cái điều đó luôn á. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều, bởi vì lúc nào cũng tạo cho con cái cảm giác an toàn hết trơn á. Dù con ngoài đường có như thế nào thì lúc nào về nhà cũng cảm thấy mình rất là nhỏ bé và được yêu thương á. Nói chung là mọi người trong bất cứ trường hợp nào thì cũng luôn nhớ tới Út An. Cảm ơn những người bạn luôn sát cánh bên mình. Bạn đại học, bạn văn nghệ, bạn cấp 3, anh chị bạn trong chương trình. Nói chung là tất cả mọi người. Có thể đôi lúc là mình làm mọi người buồn, mình hơi vô tâm, nhưng mà mình thật sự rất biết ơn mọi người vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình á. Và thật sự là không thể thiếu những bạn viewers, những bạn followers đã đăng ký kênh YouTube này của mình. Các bạn đã sát cánh cùng channel của mình. Không cần biết là các bạn là người mới hay người cũ, nếu các bạn đang xem video này thì thật sự là mình rất biết ơn các bạn vì đã ảnh hưởng rất là tích cực tới cuộc đời của mình. Mấy bạn không biết đâu, mỗi khi mà mình buồn, mình bị đau mút á, mình hay lên YouTube đọc comment của mấy bạn lắm. Comment của các bạn là động lực cho mình phấn đấu đó. Bọn mình hãy cùng nhau gắn bó thêm nhiều năm nữa. Cảm ơn mấy đứa nhiều nha, để anh xử lý cái đám này được rồi. Cảm ơn. Ngon phải. Để em đây, để em đây. Ok, cảm ơn. Giá bộ á. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo vui vẻ hơn nha. Bye bye.